Xin chào các bạn đã quay trở lại với chương trình học tiếng Anh qua từ đồng nghĩa của trung tâm tiếng Anh chuyên ngành Vetco. Nguyễn Đình rất vui khi được gặp lại các bạn trong những ngày đầu của mùa thu khi mà thời tiết đang trở nên dịu mát hơn. Các bạn thân mến, mỗi người trong chúng ta từ khi sinh ra và lớn lên đều đặt ra các mục tiêu cho riêng mình. Mỗi một việc các bạn làm và mỗi một hành động các bạn thực hiện đều mang những mục đích riêng của nó. Và để thành công, các bạn cần phải hiểu rõ mục tiêu và mục đích đặt ra là gì. Và trong việc học ngoại ngữ cũng vậy, việc phân biệt rõ sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này trong tiếng Việt sẽ quyết định tới sự chính xác trong cách dùng các từ đồng nghĩa mang nghĩa tương đương trong tiếng Anh. Và chương trình ngày hôm nay sẽ mang lại cho các bạn lời giải thích rõ ràng hơn về hai từ này trong tiếng Việt và các từ đồng nghĩa mang nghĩa mục tiêu trong tiếng Anh. Nhưng trước hết, xin mời các bạn cùng ôn lại kiến thức của chủ đề tuần trước thông qua đáp án của bài tập về các từ đồng nghĩa tương đương với nghĩa vấn đề trong tiếng Việt. Chương trình nhận được rất nhiều các câu trả lời từ phía các bạn. Có một sự thật đó là các bạn đưa ra được rất nhiều các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh mang nghĩa mục tiêu trong tiếng Việt, tuy nhiên lại chứa cả các từ mang nghĩa mục đích. Lý do rất đơn giản như Nguyễn Đình đã chia sẻ ngay từ đầu chương trình, đó là các bạn vẫn chưa phân biệt rõ ràng sự khác biệt giữa hai thuật ngữ này trong tiếng Việt. Và ngay sau đây, Nguyễn Đình xin mời các bạn cùng theo dõi mục tiêu khác với mục đích như thế nào. Thời điểm ấy, mục đích tôi mua căn hộ này không phải là để ở, mà là để bán nhằm hưởng giá chênh lệch. Mục tiêu tôi đặt ra là phải lãi 20% số tiền tôi đã đầu tư vào một căn hộ này. Như vậy, trong ví dụ trên, mục đích và mục tiêu có ý nghĩa khác nhau. Và theo từ điển tiếng Việt, mục tiêu là đích cụ thể được vạch ra nhằm đạt cho được, có thể đo lường được và có thể đạt được trong khoảng thời gian nhất định. Khác với mục tiêu, mục đích là đích đặt ra mang tính trừu tượng, không thể đo lường được và không giới hạn về mặt thời gian. Các bạn thân mến, sau khi đã nắm rõ được sự khác biệt giữa mục tiêu và mục đích trong tiếng Việt, chương trình xin mời các bạn cùng theo dõi các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh mang nghĩa mục tiêu trong tiếng Việt thông qua các ví dụ sau đây. Mục tiêu lớn nhất của chúng tôi là mở rộng mạng lưới kinh doanh ra 33 quốc gia trên thế giới trong vòng 15 năm tới. Our biggest goal is to expand our business to 33 countries in the world in 15 years. Mục tiêu chính trong bài thuyết trình của tôi là cung cấp thêm thông tin chi tiết về phương pháp học tập mới cho các bạn. The key objective of my presentation is to give you more details about the new learning method. Ban giám đốc đã đặt ra mục tiêu doanh số bán hàng cần đạt 100 tỷ trong quý này. The director board has set the sales target of 100 billion in this quarter. 60% ngân sách quốc gia hàng năm được chi cho các mục tiêu quốc phòng. 60% of the state budget is annually allocated for defense ends. Goal, objective, target và end là 4 từ trong tiếng Anh mang nghĩa mục tiêu trong tiếng Việt. Vậy chúng được sử dụng khác nhau ra sao? Chương trình xin mời các bạn cùng theo dõi lời giải thích sau đây. Goal là một thuật ngữ được dùng để chỉ mục tiêu dài hạn liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp của một người hoặc các kế hoạch dài hạn của doanh nghiệp hay tổ chức. Objective là một thuật ngữ được dùng để chỉ mục tiêu ngắn hạn, thường được dùng trong các bài học, bài thuyết giảng hoặc bài thuyết trình. Target là một thuật ngữ được dùng để chỉ mục tiêu cụ thể, thường được đưa ra dưới hình thức con số. End là một thuật ngữ được dùng để chỉ các mục tiêu đã được lên kế hoạch để đạt tới, thường ở dạng số nhiều trong một số các thành ngữ như mục tiêu quân sự, mục tiêu chính trị, v.v. Và ngay sau đây, xin mời các bạn cùng áp dụng các kiến thức về các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh mang nghĩa mục tiêu trong tiếng Việt trong bài tập nhỏ sau đây.
tiêu khác hoàn toàn mục đích. Và các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh mang nghĩa mục tiêu lại được sử dụng rất khác nhau. Thông qua đây, chương trình muốn gửi tới các bạn một thông điệp rằng để học tiếng Anh một cách hiệu quả nhất, các bạn cần xác định rõ mục đích học tiếng Anh của mình là gì. Không nên học mà không có phương hướng. Học tiếng Anh là một quá trình dài. Chính vì vậy các bạn nên đặt ra các mục tiêu ngắn hạn và từng bước thực hiện. Khi đã đạt được các mục tiêu và mục đích trong việc học tiếng Anh là các bạn đã thành công rồi đó. Bên cạnh đó, chương trình cũng muốn gửi một lời nhắn nhủ tới tất cả chúng ta, những người yêu thích tiếng Anh, rằng hãy học tiếng Anh một cách sâu sắc và triệt để. Bởi đằng sau sự giao tiếp tiếng Anh, đằng sau các tấm chứng chỉ tiếng Anh, thì tiếng Anh còn rất nhiều điều cần phải học và khám phá. Ví dụ như các từ đồng nghĩa chẳng hạn. Có như vậy, tiếng Anh của các bạn mới trở nên hoàn hảo và chuyên nghiệp. Hãy đón xem các chương trình phát sóng tiếp theo để cùng khám phá ra những điều thú vị liên quan tới các từ đồng nghĩa trong tiếng Anh. Các bạn thân mến, chương trình rất vui khi được công bố có 12 bạn đã đưa được ra chính xác số từ đồng nghĩa trong tiếng Anh mang nghĩa mục tiêu trong tiếng Việt, đó là 4 từ. Và 12 bạn này, mỗi bạn sẽ nhận được một phần quà là một thẻ điện thoại trị giá 50.000 đồng từ chương trình. Và chương trình xin được công bố người chơi may mắn nhất trong trò chơi con số may mắn. Xin được chúc mừng bạn Trần Hoàng Anh, người có nickname Facebook là Hoàng Anh Trần, sinh viên Đại học Thăng Long, đã đưa ra chính xác được số từ đồng nghĩa trong tiếng Anh mang nghĩa mục tiêu trong tiếng Việt và dự đoán chính xác số người có cùng câu trả lời với bạn, đó là 4 và 12. Bạn Trần Hoàng Anh thân mến, là người may mắn nhất trong trò chơi con số may mắn, bạn sẽ nhận được một khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp và lập ghép với TOEIC miễn phí trị giá 4.320.000 đồng tại Trung tâm Anh ngữ chuyên ngành Petco, và kèm theo đó là một áo phông của chương trình. Xin được chúc mừng bạn. Và các bạn thân mến, đừng bỏ lỡ cơ hội nhận các phần quà hấp dẫn từ chương trình bằng cách tham gia trả lời các câu hỏi mà chương trình đưa ra trong trò chơi con số may mắn. Và trong chương trình tuần này, xin mời các bạn cùng tham gia trả lời hai câu hỏi như sau. Câu hỏi thứ nhất, các bạn vui lòng cho biết có bao nhiêu từ trong tiếng Anh mang nghĩa bằng cấp trong tiếng Việt, và có bao nhiêu người có cùng câu trả lời với bạn. Các bạn vui lòng soạn câu trả lời của mình theo cấu trúc như sau: x gạch ngang y, trong đó x là số từ đồng nghĩa mang nghĩa bằng cấp trong tiếng Việt và y là số người có cùng câu trả lời với bạn. Câu trả lời của các bạn vui lòng gửi về địa chỉ hòm thư điện tử petco.english@gmail.com hoặc để lại comment dưới các video trên các kênh phát sóng của chương trình. Và đừng quên, thời hạn nhận câu trả lời của các bạn là vào 22 giờ thứ bảy hàng tuần. Và các bạn đừng quên, lịch phát sóng của chương trình là vào thứ hai hàng tuần. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các bạn vì đã đồng hành cùng chương trình học tiếng Anh qua từ đồng nghĩa trong thời gian qua, và hy vọng chương trình sẽ nhận được thêm sự ủng hộ của các bạn trong thời gian tới. Chương trình phát sóng tuần này tới đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.